Cho phép tôi thay mặt ban lãnh đạo và các cán bộ nhân viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank gửi lời chào chân thành nhất từ trái tim đến tất cả các vị khách quý, các anh chị em nghệ sĩ và đặc biệt là các nhà báo kính mến đã tới dự VPBank Private Concert ngày hôm nay. Thưa quý vị và thưa các bạn, cứ tháng 6 hàng năm thì VPBank Private Concert là một dịp để chúng tôi bày tỏ lòng tri ân đến các nhà báo nhân ngày Nhà báo Việt Nam. Và trong cái concert lần này, điểm đặc biệt là chúng ta sẽ được tiếp xúc với cả một nhạc sĩ nhà báo. Một nhạc sĩ mà các nhạc phẩm của ông được coi là các bài báo bằng âm nhạc. Những bài báo phản ánh cái sự đau khổ, cái sự hùng tráng, sự bi thương của dân tộc chúng ta trong 50 năm. Kể từ khi ông cầm bút đầu tiên vào năm 17 tuổi cho đến ngày hôm nay. Những bài báo đó đã lay động trái tim con người nhiều thế hệ. Những bài báo viết về những thân phận từ em bé không có tiền mua vé cho đến các cô gái cơ nhỡ đứng đường. Viết về những người lính hy sinh trên mặt trận cho đến viết về chuyện sinh đẻ có kế hoạch. Và tôi nghĩ là không cần nói, mọi người cũng biết đó chính là nhạc sĩ Trần Tiến. Trong buổi tối đặc biệt ngày hôm nay, nhạc sĩ Trần Tiến cùng với cả các giọng ca Trần Thu Hà, Uyên Linh, Dương Trần Nghĩa qua bàn tay phối âm phối khí của các nhạc sĩ Thanh Phương và Lưu Hòa An sẽ kể lại cho chúng ta một phần trong cái gia tài âm nhạc đồ sộ của ông trong suốt 50 năm đó. Và bởi vì ngày hôm nay là một buổi của những người bạn tri kỷ, nên quý vị và các bạn có bất kỳ những tâm sự hoặc những câu hỏi nào dành cho nhạc sĩ Trần Tiến, hãy vui lòng giơ tay. Chúng tôi sẽ đưa bút và giấy. Các quý vị đừng ngại ngần, hãy viết ra. Chúng tôi sẽ gửi đến tận tay nhạc sĩ. Bởi vì hôm nay chúng ta đến như những người bạn. Và trong cái VPBank Concert lần này thì chúng tôi cũng rất là mong muốn, đây không phải là, vì nó không phải là lần đầu tiên và tôi cũng mong nó không phải là lần cuối cùng. Và nó sẽ là sợi dây để kết nối giữa VPBank với các nhà báo và những người bạn thân thiết. Và tôi không muốn mất thêm thời gian của quý vị nữa. Hãy cùng đắm mình trong những cái giai điệu âm nhạc mà vượt thời gian của nhạc sĩ Trần Tiến trong VPBank Private Concert với chủ đề tại sao Tuấn Việt rất xin lỗi, tại vì là Tuấn Việt là cùng với cả nhạc sĩ Trần Tiến đã thực sự là để tìm ra chủ đề của âm nhạc hôm nay, thì chúng tôi đã cùng nghe lại những cái nhạc phẩm của ông và tìm ra một câu là mẹ cầu mong Đức Phật Quan Âm phù hộ cho con phiêu bạt trở về. Và hãy cùng trở về với Trần Tiến trong VPBank Private Concert ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Chào Hà Nội thân yêu. Cảm ơn các bạn đã đến chơi với tôi. Hôm nay tôi vào nhà hát, trước khi vào nhà hát để xem chương trình thì tôi thấy cái hình của tôi, cái hình thì chán quá rồi. Ngày tôi còn trẻ tôi đẹp trai bao nhiêu chả ai chụp cả, bây giờ già rồi ta chụp thế đấy. Thế nhưng mà tôi thấy một cái chữ phiêu bạt trở về, tôi rất xúc động. Tự nhiên người thấy gai gai đi. Ừ nhỉ, mình phiêu bạt quá trời, bỏ Hà Nội đi 40 năm rồi đến Sài Gòn, rồi bỏ cả Sài Gòn đi 5-7 năm nay về một vùng biển sống, và bây giờ được trở về quê hương. Cháu tôi cũng miền biệt ở xứ người, hôm nay cũng trở về, đúng là phiêu bạt trở về. Thầy cảm ơn VPBank đã tạo điều kiện cho tôi được gặp các anh chị và các bạn. Và nếu mà các anh chị các bạn đồng ý thì hãy coi như các anh chị các bạn đang ngồi trong cái ghế salon cũ nhà tôi, ngồi chơi, nói chuyện.
và hát cho nhau nghe những cái gì xa xưa lắm, chứ không phải là một buổi trình diễn. Nếu các chị các bạn đồng ý như thế thì chúng ta bắt đầu chương trình. Hà Nội với tôi cũng như các bạn thôi, chúng ta đầy kỷ niệm ở đây. Cái ngày tôi đọc báo nghe tin người ta đốn cây, nó giống như chặt ngang người tôi. Bởi vì nhà trước cửa nhà tôi có một cây bàng, cả nhà tôi, cả dòng họ nhà tôi rất yêu nó. Rồi một ngày không hiểu sao, cũng lâu lắm rồi, tôi về, cây bàng đã bị cưa đi. Và sau này có nghe tin là những người Hà Nội xa xôi sốt ruột lắm. Nhưng may quá, hôm nay tôi về tôi thấy vẫn chưa bị chặt nhiều lắm. Những cái cây tôi thân yêu nhất vẫn còn đang sống. Hà Nội đối với những người xa quê khủng khiếp lắm các bạn ạ. Ghê gớm lắm. Một chút thôi, một chút thôi cũng dễ chảy nước mắt. Tôi thấy chữ phiêu bạt trở về, tôi mới nhớ đến đúng ngày ấy. Tôi có một cô gái chỉ gặp một lần, cho đến bây giờ tôi còn không biết tên. Ở nơi ấy, ở nơi ấy, tôi còn nhớ môi tình xưa. Người thiếu nữ đã gặp tôi ngượng ngùng, khăn quàng cũ cuối mùa thu, mẹ đưa em qua phố Tây Hồ. Ở nơi ấy tôi còn nhớ bạn bè xưa, dòng mau sĩ bao người đi không về. Tháp rùa ơi có nhớ bạn tôi, hồn tha phương vẫn quanh quần phố phường. Tôi như thấy ở những hàng ghế trống kia bạn bè tôi đang ngồi, những linh hồn bạn tôi vẫn còn đang ngồi và mong tôi trở về quê hương, nói được điều gì với quê hương. Tôi nhớ mẹ tôi. Ở nơi ấy tôi còn nhớ mẹ của tôi, bao đêm trắng nhìn về phía chân trời, mẹ cầu kinh Đức Phật Quan Âm phù hộ cho con phiêu bạt trở về. Tôi còn nhớ mối tình xưa, người thiếu
buồn đâu, mai ngồi buồn đâu. Cà phê đang rơi từng giọt nâu buồn, phố của tôi theo đời tôi. Chiếc lá vàng rơi trong đêm mưa, những ảo ngày xưa. Anh ơi, tôi còn nhớ bạn bè xưa, dòng màu xi bao người đi không về. Tháp rùa ơi, có nhớ phạt tôi, hồn tháp hương vẫn quanh quẩn phố phường. Tôi phù hộ bà nội. Sau khi tôi với anh Trần Hiếu già rồi thì lại xuất hiện ra cháu Hà. Không biết là các bạn có thích không, nhưng tôi lại thích cháu tôi nó hát lắm. Hôm nay Hà đâu rồi? Chú nói con nghe. Hôm nay không có chương trình gì hết ấy, cứ ngẫu hứng nhá. Thí dụ như tự nhiên con đang hứng cái gì con cứ hát nhá, hoặc không hứng thì không hát. Hôm nay ấy, con mở màn bài Phố Nghèo là có lẽ là con nên mở tiếp về quê hương của những cái gì thân thuộc với gia đình, quê hương quê nhà mình chẳng hạn, cái ngõ nhà mình chẳng hạn, hay là bà nội chẳng hạn. Con hứng thì con hát nhé. Chú sẽ ngồi dưới vỗ tay rồi. Hứng rủ Thanh Phương ra đây đứng. Người đàn ông lúc nào cũng ngồi trong bóng đêm, bây giờ phải chui ra sáng một tí. Quê nhà tôi ơi, sư đoài xa vắng, khói chiều mênh mông, sông Đà buông nắng, nhớ thương làng quê lũy tre bờ đê. Ước mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ. Quê nhà tôi ơi, con đường qua ngõ, bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió. Nhớ thương đàn con biết vương trời nào, áo nâu mùa đông thương mình lận đận đêm buồn mẹ ru. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đời dâu dâm ở lại chịu lời đắng cay. Quê nhà tôi ơi Ba Vì xanh tím, khói chiều che ngang mắt chiều hoang vắng, những đêm mùa đông khói hương trầm bay, bóng trang ngồi đây ngọn đèn lung lay bức tường vôi trắng. Quê nhà tôi ơi quê người con gái, mối tình lòng đông. À ơi em đi lấy chồng anh vẫn một mình, à ơi táo sụng dân đình thương anh một mình nhớ. Có nhớ đến một cái lời bình phẩm của ông xã của Thu Hà, tức là anh này thì là anh chồng của Hà thì anh ấy rời Việt Nam từ lúc 3 tuổi, cho nên là gần như là thành một người Mỹ con, cũng không tiếng Việt để giao tiếp thì ổn không vấn đề, nhưng mà để hiểu được văn chương hay là âm nhạc hay là đọc báo thì là vứt đi. Không có khả năng đó. Vì Thu Hà đã có một lần là về đây trong cái lúc mà Hà đang mang bầu, và có một đêm nhạc riêng của Hà thì ở trên đài Tiếng Nói Việt Nam có mời Hà lên để có cái cuộc giao lưu với các khán giả, và có cả anh Bình chồng của Hà nữa. Và anh ấy nói những cái câu mà cái cô phát thanh viên, cái cô hỏi chuyện, cô cười đến mức độ cô không thể dẫn tiếp chương trình được, tại vì cái ngôn ngữ nó quá ngây ngô. Nhưng mà một người với những cái ngôn ngữ thô sơ mà chỉ có thể để dành để giao tiếp, không hiểu văn chương như Hà vừa nói, chia sẻ với quý vị, thì
Thì khi nghe cái bài hát này thì lại bảo với Hà rằng là khi Hà thu cái bài hát này trong đĩa Đối thoại 06 là nhạc sĩ Thanh Phương có sang nhà Hà ở Cali, hai anh em làm việc trong hết mùa hè để tặng thành một cái đĩa Đối thoại 06 để dành cho khán giả và dành chủ yếu là về sâu xa thì là để dành cho bố, nhưng mà tất nhiên là dành cho khán giả và cho các fan của Hà. Thì sau khi chàng nghe bài Quê Nhà thì chàng chỉ phán một câu là chú Tiến viết lời hay quá, bảo anh có hiểu gì đâu mà anh nói thế. Thì anh ấy bảo là cái gì mà hát rằng là em đi lấy chồng anh vẫn ở lại thì quá là đau. Thế cũng viết được một câu đấy, viết hay quá. Em đi lấy chồng anh quá ở, em đi lấy chồng anh vẫn ở lại, anh vẫn một mình, đau quá còn gì nữa. Đấy thì chỉ phán một câu như thế. Thì khi mỗi lần Hà hát đến cái bài này thì Hà lại nhớ cái câu nhận xét đấy, mà thực ra là bài hát thì buồn nên Thu Hà không dám cười, tại vì cứ nhớ đến cái câu phán của chồng Hà lại thấy buồn cười. Một bài hát mà Hà nghĩ rằng là rất đặc biệt trong dòng âm nhạc của Trần Tiến. Đối với Hà và cả với chú Tiến, thực ra thì Hà không thích hát bài này, bởi vì cái bài hát này nó buồn cho Hà. Nhưng mà tại vì đây là một cái buổi biểu diễn rất là thân tình, một buổi đêm nhạc riêng của VP Bank. Và như chú Tiến cũng nói rằng là đây là một cái không khí mà để ngẫu hứng, để thân tình và chia sẻ. Cho nên là Hà sẽ hát bài này ngày hôm nay, bởi vì cũng có những lời yêu cầu từ người tổ chức chương trình. Nó có một sợi dây liên hệ giữa Hà với bố Tiến qua bài hát này, bởi vì có lẽ rằng là hai người đều rất gắn bó với mẹ đẻ của mình. Và khi mà mẹ mất đi thì rất buồn, mang theo gần hết cả cái phần hồn của mình cũng đi theo mẹ luôn. Cho nên là bài hát này có một cái sợi dây nối đặc biệt giữa Hà và nhạc sĩ Trần Tiến. Hôm nay Hà sẽ gửi tới quý vị tất cả ở đây chỉ với một lời nhắn nhủ nho nhỏ thôi của Hà rằng hãy yêu quý mẹ của mình, bởi vì trân trọng từng giây từng phút, bởi vì chẳng biết rằng khi nào người đi thì lúc đó thì chúng ta sẽ rất là buồn, lòng sẽ rất là buồn. Bây giờ cứ để cho dù là những cái phút giây có cáu với mẹ, có quạo cọ với mẹ thì cũng phải dặn lòng là hãy yêu quý từng giây từng phút, từng hơi thở được thở chung với người mẹ kính yêu của mình. Bởi vì là chúng ta ra đời là nhờ mẹ và chỉ có một mẹ thôi. Xin hát bài hát Mẹ Tôi. Trẻ con, mẹ ơi em ấm nhà người, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đa nao. Ngoài kia mùa đông cây bàng lá đổ.
dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ. Khán giả tối quá. Trong cuộc đời Zuka, ai là người giàu nhất, nghèo nhất, cao sang nhất, hèn mọn nhất mà anh từng hát cho nghe cảm xúc giữa những lần đầu có khác nhau nhiều không? Ok, cảm ơn. Tôi đã nhận được một vài bức thư. Hà có thể hát dùm một bài Đào Ra Ngõ nào đó được không? Con nhé, mày ra ngõ nào được, nhưng mà để cho bố nói chuyện đã. Con hỏi tôi là anh viết bao nhiêu bài ra ngõ mà trong cái cảm xúc như thế nào. Thì trong đời tôi bị ảnh hưởng hai người, là trong chiến tranh thì là anh Phạm Tiến Duật, anh lớn hơn tuổi hơn tôi khoảng 5-7 tuổi, và sau chiến tranh thì là anh Trịnh Công Sơn. Những con người đối với tôi
tôi bị ảnh hưởng rất nhiều về tính cách của hai người. Tôi không nói chuyện tài năng, vì các bạn biết rằng là tôi, lời ca của tôi không giống gì thơ của anh Duật, và nhạc của tôi cũng không giống anh Sơn. Tôi quý cái tính cách của hai người. Thì anh Sơn là một người tôi, gây cho tôi nhiều cái xúc cảm nhất. Lúc nào tôi cũng nhớ đến anh Sơn. Hôm đó một lần tôi nhớ anh gọi điện cho tôi bảo Tiến, lại đây có anh Hoàng Thiệu Khang, nhà triết học ở ngoài Hà Nội vào uống rượu. Thế tôi đến uống rượu, để ba anh em ngồi uống rượu say sưa. Thế tự nhiên một lúc có một em gái Nhật Bản rất là xinh đẹp đến hỏi anh chị Cũng Sơn. Thế là anh Sơn ra tiếp. Thế rồi anh ngồi biến với cô gái đó, anh bỏ hai anh em chúng tôi. Tôi bảo ông anh mình dê thật, nhưng mà thôi, ông anh mình chưa có vợ, kệ anh ấy, để cho anh ấy tán gái. Thế xong tôi cũng ngồi lâu quá tôi sốt ruột, tôi đi ngang thì cô gái là cô gái Nhật Bản đang hỏi anh chị Cũng Sơn về vấn đề triết học Đông phương. Thế tự nhiên tôi bật trong đầu, tự nhiên chả hiểu ra, tự nhiên có một cái câu hát: âm dương nằm ngang, ngũ hành nằm dọc, em chưa biết đọc, em nằm nghiêng. Thế là anh Sơn ấy bảo, ủa, cái gì đấy, tiến, moa, ta vừa hát câu gì hay đấy. Thì em bịa ra mà, thôi em về đây. Không, hát lại lần nữa. Tôi lại thêm được một câu nữa: em vẫn nằm ngang ngó mặt trời xanh, em đợi anh. Mặt trời xanh, hai đứa chúng mình một ổ rơm ấm tu thiền mật tông. Thế anh bảo, sao tự nhiên Tiến nghĩ cái gì mặt trời xanh nào ở đây? Tiến có đọc mật tông à? Em chả biết, nói chung là tự nhiên nó vào đầu nó, thì em hát lại cái gì nó ở không trung. Chứ em không có biết, không biết tại sao tự nhiên anh nghĩ đến mặt trời xanh. Thì tôi cứ cười cười rồi tôi đi về. Hôm sau anh gọi điện, Tiến hát lại bài đó cho anh nghe. Bài đó bài hát hay đấy. Anh thích những loại bài này à? Hay đấy. Một cái thứ âm nhạc lạ đấy. Tiến ráng ngẫu hứng tiếp đi nhé. Thế là nhờ có cái sự kích động của ông anh, tôi với 43 ngày sau, ngày nào mỗi một ngày tôi có một khúc. Tức là 43 khúc ra ngõ. Ừ, đấy là công, đó là công của anh Sơn. Là lúc đó tôi viết được, tự nhiên nó vào. Thế tôi đặt tên toàn bộ cái tổ khúc đó là Ra ngõ cuối thế kỷ. Thì 2 năm sau thì là thế kỷ 21. Thế thì bởi vì tôi không có điều kiện đưa bài hát của tôi ra, với những bài hát này nó thực ra thì nó chưa hợp thời lắm, thì cháu tôi có mới đưa ra 2 bài là Ra ngõ tụng kinh và Ra ngõ mà yêu. Thì cháu hôm nay cháu hứng bài gì hát nhé. Ok. Hãy
sân đình vắng tênh. Xa nhau lửa cháy than hồng, cho người đừng ngồi không yên. Xa nhau rượu đắng gừng cay, xa nhau trao nhau áo cũ cỏ mây, cho với đầy thương nhà đợi. Yêu. Trong hai bài thì Hà muốn hát chọn bài này, muốn chọn hát chứ không phải là hát chọn. Chọn hát bài này bởi vì là Hà ở xa về, cho nên là Hà thích hát ra ngõ trông chờ, ra ngõ mà yêu. Trong cuộc đời làm âm nhạc của Hà thì tất nhiên chắc chắn đêm nay là một trong những đêm mà Hà rất là vui và rất là hạnh phúc. Không phải chỉ vì là hát một cái buổi hát có đông người như thế này, nhưng mà bởi vì hôm nay nếu mà không có đông người thì nó vẫn vui như thường. Đó là một đêm nhạc gia đình, khi mà mình được hát bên cạnh những người thân nhất của mình, không có thể nào ai thân hơn. Hát nhạc của chú và hát với anh Thanh Phương là một người trong gia đình. Với những người bạn mà Hà đã đi học chung với Hà từ nhỏ như anh Lưu Hà An, như các bạn ở đây. Và với trong mỗi một cái cuốn album mà Hà làm thì Hà... Từ khi mà các cháu gái của Hà nó còn bé 5-6 tuổi, nó đã hát đệm, hát bè cho cô rồi. Thì Hà cũng không muốn có mang tiếng rằng là gia đình chị, nhưng mà
nó là một cái không khí làm âm nhạc rất là lành mạnh, bởi vì mình được làm những cái điều sở thích của mình chung với những người mình yêu thương nhất, chung một niềm đam mê với những người mình yêu thương nhất. Cho nên là đối với Hà thì hát nhạc của bố Tiến là như trở về nhà. Cảm ơn bạn gái. Không cảm ơn gì hết. Nhưng mà nghe xáo nhạc quá. Quá. Nghe nhạc của bố nhiều nghe chán hoặc sự. Bây giờ ta thay đổi đi. Chưa thay đổi đâu bố ạ. Hả? Ban nhạc bảo chưa thay đổi đâu ạ. Tiếp à? Vâng ạ. Tiếp bài nữa rồi mới thay đổi ạ. Bài này thì Thu Hà biết rằng là quý vị khán giả rất là thuộc đấy ạ. Nếu mà quý vị thuộc thì hát chung với Hà nhé. Chiều chiều người em gái vẫn đi trên thảo nguyên xanh, chiếc 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 tư lều lều, ồ lều ồ lều, vui từng bầu nước mắt hơi nhớ chàng trai yêu, chiếc 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 tư lều lều, ồ lều ồ lều. Em vui như chim hót trên cao nguyên Ba La, em như con suối xanh trong ồ lều ồ lều. Rồi từ ngày em đến đám chăn bò tình yêu vẫn thế.
thì phải yêu nhau. Thu Hà nghĩ rằng là ở trong mỗi câu, mỗi bài hát của Trần Tiến bao giờ cũng có một câu mà gọi là câu chốt của tất cả nội dung của bài hát. Ở bài hát này thì là một câu chuyện tình thảo nguyên, cô đi chăn bò, gớm đi chăn bò mà như thế này thì là không chăn được rồi đấy. Nhưng mà ngày xưa khi mà năm 2003 Thu Hà đưa bài này đến với công chúng thì Thu Hà cũng mặc có quay một cái video cho VTV3 mà mặc một cái bộ quần áo trông như là cô thôn nữ để cho nó phù hợp với bài hát. Nhưng mà bây giờ 12 năm rồi thì chăn bò nó cũng phải cải tiến một tí chứ cũng... Nếu không thì lại không có ai mời hát. Yêu nhau chỉ vì yêu nhau phải không quý vị? Và bởi vì quý vị yêu Trần Tiến, chả biết vì sao, chỉ vì yêu cho nên là quý vị đến đây hôm nay. Nhiều chuyện quá. Con bố hát con khen hay chán nhỉ. Thôi tạm dừng nhạc Trần Tiến lại, nghe nhạc khác hay hơn. Tôi mới đến đây thì tôi nghe tin là ban tổ chức có mời thêm hai bạn trẻ. Thật lòng là tôi không biết tên họ. Thế nhưng mà khi sáng hôm nay tôi nghe họ tập, tôi thấy hay ra phết. Đó là ca sĩ Uyên Linh. Thế Uyên Linh có hỏi chú Tiến, chú cho con hát bài của chú nhé. Ồ, không cần đâu, con cứ hát cái bài gì mà con thích nhất. Thế đã, rồi lúc nào mà con thật thích bài nào của chú thì hãy hát. Thế thì con hay hát nổi tiếng của con là bài gì? Thì cô kể một loạt. Thế tôi bảo, con nên hát nhạc của Lưu Thiên Hương. Chú có đôi khi được biết một vài nhạc sĩ trẻ bây giờ không phải như người ta nói đâu, là bây giờ âm nhạc bây giờ nó xuống cấp lắm rồi. Không phải đâu, có xuống cấp, có nhạc dở nhiều, có. Nhưng mà trong cuộc đời ấy, trong một xã hội, lịch sử mãi mãi chứng minh, một xã hội có bao nhiêu người mất đi nhân phẩm thì sẽ có một vài người giữ lại những nhân phẩm đã mất đi đó. Họ mới là những người sau này lấy lại nhân phẩm cho cuộc đời. Một khu rừng tưởng đã cháy rồi, đừng có lo, thế nào vẫn còn những mầm xanh rất bé nhỏ đang nấp kín ở đâu đó. Một ngày những mầm nó mọc lá, rồi thành rừng, rồi thành đại ngàn. Thế giới này không phải mãi mãi tàn lụi đâu. Tôi nghĩ âm nhạc Việt Nam cũng vậy. Tôi nghe nhạc Lưu Thiên Hương, tôi nghe nhạc Giáng Son, tôi nghe nhạc Lưu Hà An, tôi nghe nhạc Huy Tuấn. Tôi thấy họ là những người trẻ tuổi, có những cái dòng nhạc riêng của họ với giới trẻ của họ mà rất văn hóa. Ban nhạc hôm nay, sáng nay tôi được nghe các bạn ai cũng giỏi cả và sang trọng cả. Làm gì mà mình phải buồn đến như thế? Đừng có nghĩ rằng là bây giờ nhiều thứ nhạc nó chán quá. Thế nào các bạn yên chí, âm nhạc Việt Nam sẽ bay lên một ngày nào đó. Hôm nay tôi muốn Uyên Linh thể hiện hai bài hát của Lưu Thiên Hương, bài hát Người Hát Tình Ca và bài hát Mượn. Xin mời các bạn. Tôi đón em vào bài hát.
say. Vì em đứng ngoài đó lặng im và thôi.